Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì hôm nay mình đi sửa một cái máy điều hòa Nationale nội địa. Thì gặp con máy là hiện tượng Nationale CSAX226A nâng lia. Mình gặp con này hiện tượng là gì? Máy chạy không lạnh và mình kiểm tra sơ qua là không thấy là cái cục nóng không chạy. Đấy, cục nóng không chạy và mình sẽ tiến hành check lỗi nó xem là nó gặp lỗi gì. Rồi mình sẽ tiến hành check lỗi để xem là máy gặp lỗi gì. Rồi chúng ta sẽ check lỗi xem là máy. Chưa thấy kêu gì. À, các bạn nhìn này, lỗi H97 à. Rồi máy kêu ở lỗi H97. Rồi vậy chúng ta sẽ tra tài liệu về dòng máy. Thực ra máy nội địa hay là máy hàng 220 Thái Lan thì cái quy chuẩn mã lỗi thì nó cũng giống nhau. Vậy chúng ta sẽ tiến hành tra cái tài liệu kỹ thuật mình đã chia sẻ như video clip trước, xem là cái lỗi H97 thì liên quan tới cái lỗi gì. Đây lỗi H97 các bạn nhé. À, mình check lại các bạn xem này. À thôi nó thoát mất rồi. Đấy thì anh em mời anh em đồng nghiệp và các bạn chúng ta theo dõi check lỗi xem là lỗi H97 là lỗi liên quan tới vấn đề gì. Rồi thì sau khi chúng ta tra lỗi thì lỗi H97 này là lỗi liên quan tới gì? Như anh em và bạn bè chúng ta nhìn thấy trên tài liệu kỹ thuật mình đã chia sẻ thì chúng ta thấy là lỗi H97 là liên quan tới cái quạt cục nóng làm việc bất thường. Rồi thì sau đây mình sẽ ra ngoài cục nóng kiểm tra. Rồi sau khi mình đã tháo cái cục nóng ra như này thì mình sẽ lên tiến hành kiểm tra. Alright, mình tháo cục nóng ra thì mình có sờ cánh quạt thì cái cánh quạt này nó bị bi nó bị vào nước, nó bị xít cánh các bạn ạ. Thì nó mồi nó quay được rồi, nhưng mà chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xem là cái cuộn điện của nó còn tốt hay không. Và chúng ta sẽ tiến hành thay bi quạt cục nóng. Đây các bạn. Nationale đời 2006. Hôm nãy mình sờ thì cái quạt cục nóng này cái cánh nó bị bi nó bị vào nước xít và nó bị cứng cái cánh lại, mình xoay được cái thì nó lại quay được như này. Thôi chúng ta sẽ kiểm tra qua cái cuộn điện nó xem. Ở đây cái quạt thì nó sẽ có hai cái rắc điện. Quạt này quạt DC các bạn nhé, hàng nội địa con này dùng quạt DC, cái con này lại dùng hai cái rắc riêng biệt khác nhau. Là một cái rắc có 3 dây này là rắc 3 pha UVV kép này, một cái rắc có 5 dây này là rắc tín hiệu xung hen của cái quạt này. Chúng ta tiến hành là còn đây là IC công suất điều khiển đây, rắc cắm 3 sợi nó cắm ở đây. IC công suất nằm trên bo công suất luôn, IC công suất điều khiển quạt nằm bo công suất. Đây các bạn nhìn IC công suất nó đây. Rồi mình sẽ tiến hành đo sơ qua ra. Mặc dù mình đã phát hiện ra là nó bị gì, nó bị hóc bi thôi. Này chắc anh em nào bảo dưỡng xịt nước mạnh quá nó vào gì, vào nước chết bi thôi. Chúng ta sẽ đo xem nào. Chúng ta sẽ đo dây đỏ này. Anh em thông cảm, mình vừa làm một tay vừa quay nên nó hơi khó. Mình quay để chia sẻ cho các anh em thôi. Chúng ta đây là kim lên.
hơn số 100 này. Đói 1 nhà đói 10 được. Rồi đấy mình chọn kim. Rồi. À, mình chọn kim đói 10. Anh em thấy là gì? Khoảng hơn 80 ôm thôi. 80 ôm. Mình đo chân dây vàng dây xanh này. 80 ôm. Mình đo dây đỏ với dây vàng này. 80 ôm. Rồi, đỏ xanh 80. Đỏ vàng 80. Vàng xanh 80. Như vậy là điện trở UVV kép của cái quạt này vẫn còn tốt các bạn ạ. Rồi, như vậy là mình sẽ tiến hành tháo cái quạt cục nóng này ra và thay bi mới cho nó. Quạt chờ tí. Rồi thì sau khi mình đã thay bi cho cái quạt, mình đã lắp cái quạt lại như này. Rồi chúng ta sẽ tiến hành lắp rắc lại. Đấy các bạn thấy. Sau khi mình đã thay bi cho nó và các bạn thấy là quạt đã quay trơn như này. Chúng ta sẽ tiến hành lắp lại và chạy thử máy xem sao. Xem máy còn có lỗi hay không. Rồi, sau khi thay đi xong mình đã tiến hành cắm giả lắp đầy đủ và mình sẽ tiến hành đóng nắp máy lại và chạy thử máy xem sao các bạn nhé. Các bạn chờ mình đóng nắp. Rồi, sau khi mình đã đóng hoàn tất lại như này rồi thì mình sẽ tiến hành vào bật máy chạy thử em như nào các bạn nhé. Mình sẽ bật ra điện đây. Mình sẽ điều khiển đâu nhỉ? Rồi, điều khiển đây. Mình sẽ bật máy lên. À, trước khi sau khi sửa chữa xong thì trước khi bật máy chạy thử lại thì chúng ta phải tiến hành xóa lỗi nhớ ở trong bộ nhớ của nó đi, để nếu mà chúng ta sửa nó chưa có được hoặc là máy nó gặp lỗi mới thì nó sẽ lưu nhớ mới. Còn bây giờ khi chúng ta sửa xong thì máy vẫn đang lưu cái mã lỗi như vậy. Đây mình check cho các bạn xem. Thì chúng ta phải tiến hành xóa lỗi cũ nó đi, để nếu mà chúng ta có sửa chữa nó chưa được hoặc là máy nó chạy mà nó gặp cái lỗi mới thì nó lại ghi lỗi vào. Rồi chúng ta sẽ, bạn nào mà chưa biết cách xóa mã lỗi của điều hòa Panasonic Inverter cũng như là Nationan thì nó chung nhau một dòng họ thôi. Thì các bạn hãy xem cái video clip chia sẻ trước của mình đã có chia sẻ hướng dẫn xóa lỗi của máy điều hòa Panasonic Inverter nhé. Rồi mình sẽ check lại cho các bạn xem này. Đấy, check lại là các bạn thấy là nó vẫn nhớ, sau khi mình sửa xong thì nó vẫn nhớ cái lỗi. Đấy các bạn thấy không? Là gì? Nó vẫn nhớ lỗi H97. Rồi, thì để thực hiện xóa lỗi thì ui cái này cao quá. Các bạn chờ mình lấy cái thang vào đây đã nhá. Rồi, mình đã bắt được cái thang vào đây. Đây, chúng ta sẽ tìm theo cái nút tắt bật chạy tự động hoàn đâu. Nó tắt bật nó nằm ở trong cái này. Cái này mặt nâng lên nên hơi khó lấy cái này ra một tí, các bạn khẽ nâng nâng này. Chúng ta sẽ tìm thấy cái nút tắt bật ở đây. Rồi. Và mình sẽ thực hiện tính năng xóa lỗi. Hôm nay mình không hướng dẫn lại nữa. Bạn nào mà chưa nắm được thì hãy xem video clip chia sẻ trước của mình nhé. Rồi. Nó sẽ gì?
Rồi chúng ta sẽ check lỗi cho nó kêu H97 đây. Đây các bạn nhìn nha, chúng ta sẽ check lỗi đây. Rồi H97 này. Như vậy là mình đã thực hiện xóa lỗi xong. Mình bấm kêu pip rồi. Rồi mình bật máy lên chạy thử xem như thế nào. Các bạn để máy mình để 20 độ. À, nhiệt độ quạt trong phòng là quay mạnh nhất, chúng ta sẽ chạy khoảng tầm 5 đến 10 phút rồi chúng ta sẽ tiến hành check lỗi lại. Đây nhá, mình vừa xóa xong thì mình sẽ check lại luôn xem nó có gì không. Rồi sau đó chúng ta sẽ lại chạy gì? Chạy khoảng tầm 5 10 phút rồi chúng ta lại check lại xem nó có lỗi mới để ghi vào đây không. Rồi sau khi mình xóa xong thì mình lại check lại tiếp. Ở đây các bạn thấy nó kêu pip ở 00 là không có lỗi nữa các bạn nhé. Hiện tại là không có lỗi nữa. Chúng ta sẽ chạy khoảng tầm 5-10 phút máy. Xong rồi chúng ta lại check lại tiếp. Rồi các bạn thấy này, H97 là không kêu nữa. Và sẽ kêu pip ở 00 là hết lỗi. Sau 5-10 phút chúng ta check lại, nếu nó máy gặp vấn đề gì thì nó sẽ lưu nhớ lỗi tiếp. Còn nếu mà không gặp vấn đề gì thì là nó vẫn kêu pip ở 00 là ok các bạn nhé. Rồi đấy, rồi mình để đây. Mình sẽ chờ 5-10 phút nữa check lại. À, chúng ta ra ngoài cục nóng xem là cái quạt cục nóng đã chạy chưa. Rồi các bạn thấy là gì? Đấy, các bạn thấy là cái gió này quạt nó thổi bay bay cây rồi. Không biết các bạn nhìn thấy trời nắng quá. Đó. Rồi các bạn thấy là quạt cục nóng đã thổi bay cây rồi. Chúng ta sẽ chạy khoảng tầm 50 phút rồi vào check lại các bạn nhé. Mình tạm dừng tí đã. Rồi sau khi máy đã chạy khoảng 10 phút thì mình sẽ tiến hành check lỗi lại xem máy có còn lỗi gì nữa không các bạn nhé. Rồi. Mình tiến hành check lỗi. Đấy các bạn thấy này, kêu ở 00 tức là không có lỗi các bạn nhé. Nó kêu pip pip ở 00 là không có lỗi các bạn nhé. Rồi ok, như vậy là máy đã hết lỗi rồi. Rồi như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ các bạn một cái ban mạch thực tế của máy điều hòa Nationa nội địa. Thì nó cũng tương tự như Panasonic inverter thôi. Lỗi H97 liên quan đến quạt cục nóng làm việc bất thường. Mình xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy video chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy nhấn nút like video. Cũng như là bạn nào chưa là đảng viên của kênh Điện Lạnh Mai Chi thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và bật biểu tượng rung chuông cạnh nút đăng ký để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé.